Hi, xin chào các bạn. Hôm nay kênh Hi Design sẽ giới thiệu với các bạn thao tác với công cụ Gradient, công cụ tạo màu chuyển bên trong Illustrator. Công cụ tạo màu chuyển, phím tắt là G, nằm trong bảng Toolbox, hoặc là chúng ta có thể lấy bảng điều khiển Gradient ở cùng với nhóm bảng điều khiển phía bên tay phải của chúng ta. Nếu như trường hợp không thấy thì các bạn sẽ vào trong Windows, vào Gradient, phím tắt là Ctrl F9 để show nó lên, show hoặc hiển thị. Chúng ta có thể nhấc bảng điều khiển này ra bên ngoài để chúng ta thao tác, hoặc là thả vào bên trong để cho nó nằm cùng với dãy bảng điều khiển đó. Khi chúng ta không cần, chúng ta cất nó đi. Gradient là chế độ chuyển màu êm giữa hai hoặc là nhiều tông màu khác nhau. Và để tạo màu gradient thì trước hết chúng ta phải có một đối tượng bất kỳ. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một mảng màu. Sau đó click chọn vào đối tượng, click vào công cụ Gradient bên trong bảng điều khiển để chúng ta kích hoạt chế độ. Lập tức các bạn sẽ thấy chế độ hiển thị màu của đối tượng nó đã có sự thay đổi bên này. Sau đó chúng ta click vào công cụ Gradient để chúng ta thay đổi hướng của nó bằng cách đó là click chuột vào điểm khởi đầu và kéo đến một cái điểm tiếp theo hoặc là một vị trí tiếp theo bất kỳ nào đó. Hướng của Gradient sẽ thay đổi theo hướng mà tay chúng ta kéo. Điểm khởi đầu bao giờ nó cũng là điểm màu sáng và điểm kết thúc đó là màu tối. Và chúng ta có thể đảo đầu của cái gradient đấy bằng cách click vào cái nút Reverse Gradient bên trong cái bảng gradient. Đây, chúng ta có thể đảo đầu giữa các cái màu sắc trong đối tượng đã được gradient. Chúng ta cũng có thể thay đổi 55,6 độ, tôi cũng có thể thay đổi 30 chẳng hạn. Hoặc là tôi có thể để về 0. Bên trong bảng gradient này chúng ta sẽ tìm hiểu một số các nút lệnh sau. Thứ nhất, đây chính là nơi hiển thị màu của gradient. Cái ô vuông nhỏ này chính là nơi hiển thị màu. Click vào mũi tên nhỏ phía bên phải này, chúng ta sẽ thấy có một số các cái chế độ mặc định có sẵn cho cái màu gradient đấy. Bên dưới này đó là màu nền và màu nét. Nếu chúng ta muốn thao tác với màu nền thì các bạn để màu fill lên trên. Còn nếu chúng ta muốn thao tác với màu nét thì các bạn click cái màu của stroke lên phía trên. Bên dưới này reverse gradient này, đó là đảo hướng của màu chuyển. Phía bên dưới này đó là giải màu chi tiết. Khi chúng ta click vào vị trí bất kỳ ở trên các cái giải màu này, phía dưới này các bạn sẽ thấy con tròn chúng ta có dấu cộng thì nó sẽ thêm điểm màu. Còn khi chúng ta không muốn cái điểm màu đấy, chúng ta có thể click giữ và kéo dứt xuống phía dưới. Lập tức nó sẽ xóa bỏ bớt điểm màu đấy cho các bạn. Hoặc là đây, hoặc là các bạn click vào điểm màu mà các bạn không mong muốn, sau đó các bạn click vào cái nút delete hình thùng rác phía bên này. Delete. Đây là góc xoay của màu chuyển, màu gradient. Các bạn có thể chọn mặc định hoặc là các bạn gõ thông số vào đây. Tiếp theo, đây chính là kiểu màu chuyển. Nó có hai dạng, đó là liner hoặc gradient, nghĩa là chuyển thẳng hoặc là chuyển tỏa tròn. Đây, nếu như hiện tại mặc định của nó thông thường là liner, các bạn click vào gradient các bạn sẽ thấy chế độ màu chuyển nó là dạng tỏa tròn. Để thay đổi màu sắc của cái màu gradient này thì các bạn click đúp vào cái điểm màu ở trong cái giải màu này, nó sẽ hiển thị lên cái bảng màu color. Các bạn có thể lựa chọn chế độ màu tùy ý, hoặc là các bạn di chuột vào cái giải màu chuyển sắc ở phía bên dưới này, nó sẽ chuyển tự động chuyển cho các bạn trở thành công cụ hút màu. Khi tiếp theo các bạn muốn đổi màu tiếp theo, các bạn cũng click tương tự. Tự như này. Khi các bạn muốn thêm điểm màu, các bạn click vào đây. Khi chúng ta chuyển sang kiểu tỏa tròn thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái nút, đó là bóp méo cái tỏa tròn đấy. Nếu như các bạn lựa chọn cái chế độ dưới 100% thì cái hình tỏa tròn của chúng ta sẽ trở thành hình ellipse. Hoặc nếu như các bạn thay đổi thông số tùy ý theo các bạn muốn ở bên trong công cụ điều khiển này. Bây giờ tôi sẽ thử thực hiện cái lệnh reverse gradient, đảo đầu giữa đầu và cuối, các bạn sẽ thấy nhé, màu sắc nó có sự thay đổi. Ví dụ bây giờ tôi sẽ thực hiện cái lệnh gradient với một số các cái đối tượng. Như vậy là chúng ta đã được một bông hoa tạo bằng màu gradient.
Ngoài ra màu gradient nó có một cái chế độ khác nữa. Đó là cái chế độ màu truyền giữa màu và trong suốt. Ở đây các bạn có thể click vào chế độ này, Fading Sky, để nó chuyển giữa chế độ có màu và chế độ trong suốt. Hiện tại đối tượng của chúng ta đã được chuyển sang chế độ gradient trong suốt. Các bạn sẽ thấy hiệu ứng của nó ở đây. Đó là một đầu màu xanh và một đầu màu cũng là màu xanh nhưng nó hòa trộn với màu nền bên dưới, đó là chế độ trong suốt. Tôi sẽ đảo đầu ra như thế này. Và để nhìn rõ hơn thì chúng ta sẽ vẽ một cái đối tượng màu nền bên dưới. Đây, và tôi để chế độ màu đổ bình thường cho đối tượng bên dưới này. Các bạn sẽ thấy hình bông hoa của chúng ta lúc này đã được tạo cái màu gradient chuyển tiếp giữa có màu và không có màu. Và đương nhiên các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc cho đối tượng. Chúng ta cũng có thể thay đổi giữa các hệ màu HSB, RGB và CMYK hoặc Grayscale, tùy ý các bạn muốn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thay đổi trực tiếp cái màu gradient đấy bằng cách đó là click trực tiếp màu sắc ở trên dải màu của đối tượng và chúng ta thay đổi màu sắc bất kỳ cho nó. Sau khi xong các bạn click ra ngoài màn hình. Đó là màu gradient cho hình. Vậy thì chúng ta có thể áp dụng màu gradient cho nét được không? Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện màu gradient cho nét. Ví dụ với một đối tượng bất kỳ chúng ta tạo ra ở đây. Tôi sẽ tắt màu đồ đi để chúng ta nhìn rõ hơn. Và chúng ta chỉ việc đó là click màu gradient đổ vào nét. Để nhìn rõ hơn tôi sẽ thay đổi choke, tăng cường choke cho các bạn nhìn rõ hơn. Với đối tượng như thế này các bạn chỉ việc click hoạt chế độ gradient cho nét bằng cách đó là chúng ta thay đổi màu choke lên trên để chúng ta thao tác, sau đó click vào cái dải màu hoặc là click vào màu chuyển. Tương tự các bạn cũng có thể thay đổi cái chế độ tương ứng như khi chúng ta thực hiện thao tác với màu đồ. Tất nhiên có sự khác biệt giữa nét và hình, giữa màu fill và màu choke, đó là đối với màu choke chúng ta sẽ có một số các cái kiểu chuyển dành riêng cho nét. Kiểu thứ nhất là kiểu tỏa tròn từ bên ngoài vào trong, nghĩa là chuyển dần từ trái sang phải. Kiểu thứ hai đó là chuyển theo chiều kim đồng hồ, các bạn sẽ thấy điểm khởi đầu màu vàng và điểm kết thúc là màu đỏ. Kiểu thứ ba là chuyển kiểu từ trái sang phải, chuyển theo kiểu bo tròn. Kiểu chuyển thứ nhất, kiểu chuyển thứ hai và kiểu chuyển thứ ba có sự khác nhau. Ngoài ra bên dưới này các bạn cũng sẽ có cái chế độ fuzzy, độ mờ nhòa của nét. Các bạn có thể thay đổi các chế độ, các cái thông số ở bên trong này để tạo opacity, độ mờ nhòa cho màu của nét đối với điểm màu mà các bạn lựa chọn thôi. Đây, ví dụ như tôi đang chọn cái ô màu vàng này và tôi để mờ nhòa là 10%, thì các bạn sẽ thấy bên trong bảng gradient này nó hiển thị cái độ mờ nhòa bên trong suốt này. Muốn tạo mới một mẫu gradient bất kỳ thì các bạn sẽ tạo như thế nào? Đó là chúng ta sẽ tạo ra đối tượng, sau đó chúng ta click vào đối tượng và click vào New Swatch. Nó sẽ hiển thị nên chúng ta sẽ gõ tên ở đây. Sau đó click OK. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một mẫu màu chuyền. Các bạn cũng có thể tham khảo các cái mẫu màu gradient ở trong các website có sẵn trên mạng rất là nhiều. Ví dụ như là website uigradient.com này, nó là một nơi để tham khảo các cái màu sắc gradient rất là đẹp. Và các bạn sẽ lấy thông số ở đây, chúng ta sẽ sâu tất cả cái màu gradient lên. Ở đây nó sẽ hiển thị màu khởi đầu và màu kết thúc của màu gradient đó. Ví dụ một màu bất kỳ chẳng hạn, nó sẽ hiển thị cái màu khởi đầu và màu kết thúc. Khi các bạn muốn lấy một mẫu màu gradient nào đó thì các bạn sẽ click vào màu các bạn muốn chọn. Sau đấy chúng ta sẽ vào get list to pick. Chúng ta lưu vào một vị trí nào đấy instead. Đồng thời chúng ta sẽ lấy tên của cái mã màu này nhé, để các bạn lưu vào trong phần mềm của các bạn. Như vậy là chúng ta sẽ có thông số màu, mã màu. Tuy nhiên ở đây website này đã thực hiện cái màu gradient nhưng với hệ màu RGB, vậy thì các bạn sẽ lấy tên của cái mã màu này, sau đó chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ copy vào đây các bạn. Thank you.
Như vậy là chúng ta đã copy được một mẫu màu gradient trên mạng để chúng ta tham khảo cho các sản phẩm thiết kế của mình. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong thao tác với gradient trong Illustrator. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.